Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy mài hơi mini sử dụng hơi khí nén đến từ thương hiệu Unica, mà sản phẩm là IG3604 anh chị ha. Và đầu tiên đi kèm với máy thì anh chị thấy đây là catalog và phiếu bảo hành chính hãng của Unica ha. Và hai cái kẹp mà có ha. Và đi tới đây là cái phần hộp của máy đây ha, được kích bì rất là kỹ càng luôn ha, rất là đẹp. Unica đến từ thương hiệu Unica đến từ Đài Loan ha, Taiwan, và hàng rất là chất lượng luôn. Hàng này thì con này thì xài rất là tốt, rất là bền ha. Và tiếp theo đó thì anh chị thấy đây là cái bộ phận phần máy rất là nhỏ gọn, rất là mini. Chiều dài thì nó khoảng 130 mấy mili thôi ha. Và đầu gắn hơi vào thì 1/4 inch, với phần thân mỏ thì được làm hộp kim nhôm rất là chắc chắn, rất là bền. Và bên đây thì có cái bộ phận để làm mình thâu ha, mình còn thâu đầu kẹp 6 ly ha. Đó, đầu kẹp 6 ly. Và con này thì thường sử dụng trong những cái ngành mỹ thuật ha, mỹ thuật cơ khí, như mài tượng, mài đá, những chi tiết nhỏ cần sử dụng những cái dòng máy nhỏ này ha. Đó, rất là đẹp luôn. Và giá thành con này thì rất là rẻ, nên chị muốn quan tâm về cái dòng mài hơi này thì hãy liên hệ tới số điện thoại ha, và chỉ cần đường link website dưới phần video để bên mình có đội ngũ tư vấn cho anh chị ha. Đó, đây anh chị có xem rõ về phần máy, rất là đẹp luôn, rất là vừa vặn vừa gầm tay và rất là nhẹ ha. Trọng lượng thì nó khoảng nửa ký thôi ha, chưa tới nửa ký đâu anh chị ha. Đấy, rất là đẹp luôn. Máy móc mẫu mã của Unica thì luôn luôn đẹp và giá thành rất là hợp lý ha. Rồi thì nếu anh chị muốn quan tâm về sản phẩm này thì hãy nhớ liên hệ cho mình nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video lần này của mình. Nếu anh chị thấy hay thì cho mình một like, một subscribe để có động lực review những dòng sản phẩm dụng cụ hơi khác. Rồi, xin chào anh chị và các bạn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video lần sau.